thực hiện theo quyết định số 1665 QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ với mục tiêu thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của học sinh sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ động tham mưu triển khai nhiều giải pháp thiết thực hiệu quả để từng bước hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp trong các trường đại học để có thể tạo điều kiện tốt nhất hỗ trợ học sinh sinh viên tích cực tham gia hoạt động khởi nghiệp và có các dự án khởi nghiệp thành công sau khi tốt nghiệp. Phát biểu khai mạc tại lễ phát động cuộc thi Học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2019, Tiến sĩ Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết. Trong thời gian qua, đặc biệt là trong những năm gần đây, với mong muốn đưa Việt Nam trở thành quốc gia khởi nghiệp, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách, giải pháp thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam chúng ta. Trong các thành tố hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia, các cơ sở giáo dục nói chung, đặc biệt là các cơ sở giáo dục đại học có một vai trò rất quan trọng, đó là vai trò cung ứng nguồn nhân lực, kết nối và thúc đẩy khởi nghiệp. Cũng theo Thứ trưởng, để hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp, các trường đại học cần có lộ trình từng bước xây dựng triển khai nhiều nội dung như đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, xây dựng và tạo cơ chế chính sách riêng của từng trường, thúc đẩy văn hóa khởi nghiệp của học sinh sinh viên. Chia sẻ về mục đích ý nghĩa của cuộc thi, ông Bùi Văn Linh, Phó vụ trưởng phụ trách vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh sinh viên cho biết. Một trong những cái mục đích cuộc thi đấy, thì thứ nhất là sẽ tạo cái cơ hội, cái môi trường để học sinh các trường trung học phổ thông và sinh viên của các trường đại học, các cơ sở đào tạo cao đẳng trung cấp sư phạm thì có thể là nghiên cứu đưa ra các cái dự án của mình và đăng ký dự thi. Bộ cũng sẽ phối hợp cùng với các đơn vị đồng hành và các cái nhà đầu tư lớn ở trong nước và quốc tế để tiếp tục đầu tư các dự án đạt giải này có thể sẽ thành công của cái bước tiếp theo, ươm tạo thành công thành các cái dự án khởi nghiệp để đóng góp cho cộng đồng và xã hội cũng như là tạo ra cái sự thành công sau khi sinh viên tốt nghiệp các trường đại học. Đầu tiên các bạn này có cái ưu điểm đó là rất là trẻ, rất là nhiệt tình. Các bạn có những cái suy nghĩ mới, có những kiến thức mới, thế nên nhiều khi các bạn không biết sợ. Các bạn cứ nghĩ thế nào các bạn làm như thế, đấy là một điều rất là hồn nhiên. Và thực ra khởi nghiệp rất cần những yếu tố hồn nhiên đó, bởi vì thực ra các bạn không bị giới hạn bởi những kinh nghiệm, bởi những cái rào cản khác. Thế nhiều khi có thể có những cái ý tưởng mà rất là lạ, rất là mới. Chúng tôi sẽ đồng hành với góc độ là gì? Là những góc độ là những mentor, những cố vấn để làm thế nào các bạn có thể có những cái định hướng tốt nhất, có những kinh nghiệm có thể giúp cho các bạn là gì? Thứ nhất, phát triển ý tưởng của mình tốt. Thứ hai là tránh được những cái rủi ro có thể xảy ra một cách gọi là giảm thiểu rủi ro. Còn tất nhiên khởi nghiệp thì có rất nhiều rủi ro. Thời hạn nhận hồ sơ dự thi từ các trường, các sở giáo dục và đào tạo trước 17 giờ ngày 16 tháng 8 năm 2019. Sau khi nhận được hồ sơ và bài dự thi, từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 26 tháng 8 năm 2019, ban giám khảo chấm và lựa chọn 45 dự án của sinh viên các cơ sở đào tạo và 15 dự án của học sinh trung học phổ thông có tính khả thi cao nhất vào vòng chung kết. Vòng chung kết được tổ chức tại Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh sinh viên năm 2019, diễn ra vào ngày 4 và 5 tháng 10 năm 2019 tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.